nam em chính thức nhận danh hiệu hoa hậu sau năm cuộc thi sắc đẹp. Tài năng gắn liền với Thị Phi dù thường xuyên gặp ồn ào, song không thể phủ nhận nam em vẫn đạt được thành tích cao trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau khi tham gia đến năm cuộc thi sắc đẹp, chân dài Tiền Giang đã chính thức có danh hiệu hoa hậu khi cuộc thi hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long cô nàng từng giành chiến thắng, đổi tên thành hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long. Nam em hoàn thành ước mơ danh hiệu trở thành hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long sau khi cuộc thi đổi tên. Poster cuộc thi ghi rõ danh hiệu của cô nàng. Mới đây, cuộc thi hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long đã chính thức quay trở lại với nhiều điểm mới từ sau khi nam em đăng quang vào năm 2015. Theo đó, đấu trường sắc đẹp cấp vùng đã đổi tên thành hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó đồng nghĩa với việc nam em đã chính thức có được danh hiệu hoa hậu thay cho hoa khôi. Cuộc thi khởi động lại sau 7 năm đồng nghĩa với việc nam em là hoa hậu tiền nhiệm. Người hâm mộ vui mừng với danh hiệu mới của nam em sau nhiều năm tìm kiếm. Nàng hậu đã tham gia 5 cuộc thi sắc đẹp nhưng chỉ giành được vương miện cao quý tại Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015. Trên poster công bố dàn ban giám khảo được đăng tải trên trang Facebook chính thức, cuộc thi cũng nâng cấp người đẹp tiền nhiệm thành Hoa Hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cuộc thi đầu tiên của Nam Em đã giúp nàng hậu hoàn thành ước mơ danh hiệu sau nhiều lần tìm kiếm. Mỗi lần chinh chiến, Nam Em đều in top sâu nhưng chưa thể trở thành Hoa Hậu. Người đẹp Tiền Giang từng là ứng cử viên sáng giá tại Miss World Việt Nam 2022. Nam em được người hâm mộ ủng hộ tích cực trong suốt hành trình tìm kiếm vương miện. Nam em đăng quang Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long từ năm 19 tuổi. Trước đó, cô nàng cũng từng dừng chân ở vị trí top 38 Hoa hậu Việt Nam 2014, bước chân vào làng sắc đẹp với giải thưởng đắt giá, song chân dài Tiền Giang lại khá chật vật khi tìm kiếm danh hiệu Hoa hậu. Nàng hậu gây ấn tượng khi tiếp tục lấn sân sang ca hát. Tuy vậy, nam em vẫn thường xuyên gặp ồn ào về đời tư. Khán giả hy vọng nàng hậu có thể tỏa sáng với vai trò ban giám khảo, quyết tâm thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng như Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, Hoa hậu Trái đất 2016, Miss World Việt Nam 2022. Nam em gây ấn tượng khi in top sâu, song lại không đủ mạnh để nàng hậu chạm đến trước vương miện cao quý nhất. Hiện tại, nàng hậu đang nhận về sự ủng hộ tích cực của người hâm mộ với cương vị ban giám khảo trong cuộc thi mình từng đăng quang.